mới đây nhất chương trình cùng ngư dân thắp sáng đèn tre biển đã đến với tỉnh khánh hòa trong chiều qua tại sự kiện ông nguyễn tấn tuân chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa chia sẻ ngư dân chính là những người hùng thầm lặng ngày đêm bám biển bảo vệ ngư trường góp phần vào sự giàu mạnh của quốc gia việc chống khai thác iuu không chỉ giúp bảo vệ tài nguyên biển mà còn nâng cao giá trị sản phẩm mở rộng thị trường mang lại cuộc sống ấm no hơn cho ngư dân và cộng đồng Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa nhận định chương trình của ngư dân thắp sáng đèn trên biển do báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh phát động là một sáng kiến vô cùng ý nghĩa. Những phần quà mà chương trình gửi trao đến ngư dân là món quà thiết thực và ý nghĩa, gửi lời động viên đến ngư dân an tâm bám biển. 200 phần quà đã được trao tận tay cho các hộ ngư dân. Mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng, gồm bình ắc quy, bóng đèn led, túi thuốc, cẩm nang đi biển, pin, cuộn dây thần chuyên dụng và phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức cũng dành tặng 25 suất học bổng cho các em học sinh hiếu học là con của các gia đình ngư dân và con của các cán bộ đang công tác tại quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng, hai suất học bổng tiếng Anh trị giá mỗi suất 5 triệu đồng cũng đã được trao tặng cho hai học sinh là con cháu của bộ đội Trường Sa vượt khó học giỏi. Qua cái chương trình mà thắp sáng cùng ngư dân á thì cái món quà này là ý nghĩa với ngư dân. Thứ nhất là cái tình cảm giữa nhà nước chưa người dân. Thứ hai nữa là khích động phong trào cho ngư dân bám biển. Và rất là ý nghĩa. Rất mong tất cả người dân có thể hướng đến chương trình để có thể cùng nhau lan tỏa thêm những cái kiến thức cần thiết đặc biệt cho những người ngư dân để đánh bắt đúng theo quy định và giữ vệ sinh môi trường. Trong giai đoạn triển khai từ năm 2023-2025, chương trình cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển sẽ đến với 28 tỉnh thành có biển trong cả nước. Sẽ có khoảng 5.600 ngư dân được thụ hưởng từ chương trình thông qua nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như thăm, tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tổ chức các tòa đàm pháp lý liên quan đến công tác tháo gỡ thẻ vàng EU cho hải sản Việt Nam, tổ chức chương trình đáp lời cùng ngư dân để kết nối mong mỏi của bà con ngư dân với chính quyền sở tại. Tổng kinh phí thực hiện là hơn 30 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chương trình cũng sẽ tuyên dương, nhân rộng những mô hình, những nhân tố tích cực biết làm giàu từ biển, tôn vinh những hình ảnh đẹp, khoa học để bảo vệ biển, nuôi dưỡng nguồn sinh vật của biển, từ đó tạo ra các giá trị cạnh tranh cho ngành thủy sản Việt Nam vươn ra thế giới. Qua khảo sát thì thấy bà con ngư dân đang hướng với cái chuyện là kinh tế biển, phát triển kinh tế biển thì tôi tôi cũng sẽ dần dần chuyển dần cái nội dung của chương trình chuyển qua cái chuyện phát triển kinh tế biển cho ngư dân. Thủy sản là một trong những ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hòa. Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, trong đó Khánh Hòa tập trung phát triển nuôi trồng khai thác chế biến thủy hải sản, nhất là nuôi biển công nghệ cao, thân thiện với môi trường và phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá cùng với nhiều chương trình mà tỉnh khánh hòa đã và đang triển khai trong thời gian qua cũng như sự đồng hành chung tay hỗ trợ từ các đơn vị tổ chức và cả cộng đồng trên hành trình cùng ngư dân bám biển sẽ có phần nâng cao nhận thức về chống đánh bắt trái phép hướng đến sớm gỡ thẻ vàng của châu âu để bà con ngư dân hưởng trọn niềm vui vươn khơi bám biển chung tay làm giàu cho quê hương đất nước